Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my trouble. She makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow. I'll tell her of things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? Every single night and day. But when is it easy telling someone we're through? Oh girl, help me tell her about you. Lời đầu tiên xin hân hoan được chào đón tất cả mọi người, tất cả quan khách, những người thân quen cùng gia đình của Amy và cô Hoa trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Đứng bên cạnh tôi là cô MC Duyên Dáng. Lần đầu tiên tôi được đứng bên Amy là giám đốc của đài VAE. Xin quý vị chào đón Amy một tràng pháo tay. Amy một lần nữa kính lời chào đến quý bác, cô, chú, anh chị và các em ở đây. Ladies and gentlemen, thank you for coming here and I hope we enjoy, we hope you enjoy the dinner and the party. And và Amy hân hạnh được đứng gần nhà báo Đinh Liên Thảo của Báo Trẻ. Cảm ơn anh Đinh Liên Thảo nhận lời của gia đình Amy ngày hôm nay giúp chương trình được sẽ được ấm cúng đầy ý nghĩa. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn Amy. Và hôm nay Amy là con út của cô Hoa chứ không phải là cái đài VA. Amy được con út mà được lên đây đứng trước mấy anh. Cô Hoa ha.
Dạ má, dạ vui vui cái nói dạ chị Hoa. Khi mà đứng bên dưới đó thì thật ra mà nói thì tôi cũng nghĩ ra là khi mà nói về mẹ, người Việt chúng ta khi nói về mẹ là những điều rất là cảm động. Bởi vì mẹ là tất cả. Tôi nghĩ bên dưới là mom. Mom là gì? Mom là miracle, là cái sự kỳ diệu. Mom là number one. Bởi vì khi mà dòm lại tất cả những từ ngữ thì chúng ta thấy rằng là mom trong tiếng Mỹ là mom, là mother. Trong tiếng Pháp là mama. Tiếng Spanish cũng là mama, mà tiếng tiếng Ý cũng là mia mama. Thành ra mom không cần phải nói gì hết, mom là mẹ, là của các con. Và ngày hôm nay các con đã tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ, mọi người rất là hân hoan và cảm động trước tình cảm của Amy và tất cả các anh chị, và chúng ta cũng được có cơ hội đến ngày hôm nay để dự tiệc chung vui, dự tiệc birthday lần 70 của cô Hoa. Xin chúc mừng cô Hoa, happy birthday. Và khi nãy thì anh Mica bị mất điện thoại thì tôi mới nhớ ra được cái chuyện là cũng có một cái chuyện ở dưới này hỏi là có ai bị mất một cọc tiền hay không. Anh bị mất cái điện thoại thì ở dưới kia chạy lên nói có, thì ở dưới này nói tôi lượm được cái sự dây thun thôi. Cái thời dịch sợi dây thun mà cột tiền đó. Thì xin mời anh Mica lên có đôi lời cảm ơn cùng mọi người. Thank you anh. Mica xin cảm ơn tất cả các cô chú đã dành một cái thời gian rất là quý báu đến với gia đình của Mica, cũng như là anh, em và dì, cũng như bà con. Một cái thời gian rất là quý trong sinh nhật năm 70 của má của Mica, mà cũng không có ngờ là anh em có mặt đầy đủ hôm nay, cũng như có mặt tất cả các bạn người quen đã thương yêu anh em và gia đình của Mica rất là nhiều. Mica rất là cảm động, thank you. Và Mica cũng muốn cảm ơn cô, mấy chú đã đem thức ăn tới để giúp vui, và cũng như mấy anh và mấy anh ban nhạc để giúp vui trong chương trình hôm nay. Những người đi xa tới, thank you for you guys that join us today. Và hy vọng là chúng ta sẽ là vẫn mãi mãi là bạn. Jimmy chỉ xin giới thiệu đây là anh lớn Jimmy, người dâu. Và sao anh đặt tên anh Mica, anh lệnh và Jimmy là út và. Alright. Anh Lĩnh này giống Linh Hồi Xuân quá. Dạ. Linh Võ. Và thì ấy em tên Lĩnh là Linh Hồi Xuân. Không vô là Hồi Xuân. Dạ, thank you brothers, để cho em được đứng ở đây trước. Cảm ơn mấy anh. Và Mica cũng muốn giới thiệu tại sao có chị dâu của gia đình Mica. Rồi có Duyên. Duyên đứng lên chào cho mọi người biết. Duyên cũng là một thành nhân trong gia đình. Và Trinh có thể đứng lên chào mọi người không? Yeah. And Mitch là cậu đó đứng lên và có rất là nhiều bạn bè với em nữa. Dạ, và bên cạnh một người trưởng bối của gia đình sao mái với My là có dì Út. Mời chị Dan cho quý vị được biết đó là dì Út của My ở trong gia đình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị, cảm ơn dì. Đây là dì Út Diana. Và bên cạnh đó là Mica cũng rất là vui mừng là má có vài người con gái rất là đẹp. Đó là Thu Thương Wave. Đây là Thu Thương mà áo đỏ, đây là một trong những người con gái nuôi của má. Và cũng như chị Hồng Vân, chị Hồng Vân có thể đứng lên cho mọi người thấy. Dạ. Và cũng như chị Mai Lê, chị Nga, Loan, cũng như rất là nhiều người gần gũi đã thương Mica, má Mica cũng như gia đình. Cảm ơn mấy anh chị đã thương rất là nhiều năm nay. Và cũng như rất là cảm ơn anh Vinh lúc nào cũng bên cạnh gia đình của Mica hết. Thương má thấy mẹ luôn. Lúc nãy em không biết ảnh cho quý vị. Nhưng mà may là có ba bác sĩ ở đây. Cảm ơn. Tôi nghĩ là rất là cảm động khi bất cứ người mẹ nào cũng dòm thấy con mình, những cái tình cảm của con cái mình đối xử với mình.
đối với bất cứ người mẹ nào thì con cái là tất cả, và con cái thì xem mẹ mình cũng là tất cả. Có được tình yêu con đúng cái ngày hôm nay cũng là một điều rất là vui. Xin chúc mừng cô Hoa. Và tôi được biết rằng là các em đã chuẩn bị một clip phim để trình chiếu cho mọi người xem tình cảm của các con dành cho mẹ như thế nào. Và xin bây giờ xin mời mọi người cùng quay về sân khấu và để xem những thước phim của các con dành cho mẹ. Cảm ơn anh. Thật ra thì cái phim này các anh em, bốn anh em Amy chưa ai được coi. Và đây là món quà của anh Hùng, là sư huynh của Amy, mà thức tới 5 giờ sáng là tối, là làm trong 24 tiếng đồng hồ. Cảm ơn anh Hùng, cảm ơn chị Nga rất nhiều. Và cảm ơn quý vị mọi người. Và cái video này nó hơi gấp gấp, thành thử là nhiều khi nói không được hay, hay là cái màn ảnh không được hay lắm, nhưng mà cái nội dung thì rất là thật lòng. Dạ, xin mời quý vị xem bộ phim tài liệu. Sông luôn chuyển không ngừng, nhẹ nhàng chạy tưới mát khắp vạn vật, nhưng lại hùng dũng cuốn đi những cản trở hiểm nguy để mang lại sự yên bình soi chiếu khắp bầu trời thênh thang. Bà là người phụ nữ nhân từ quý phái, nhưng đầy lòng can đảm và vững chãi vượt qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Từ lúc tuổi trăng tròn cho đến tận hôm nay, mang theo bao nỗi trung duyên bất hạnh, nhưng vẫn một mình chịu đựng cắn môi đến bọt máu. Bà là người vợ đầy đủ công dung ngôn hạnh, và là một người mẹ cao cả, nếu không muốn nói quá rằng bà là người phụ nữ đoan chính Việt Nam. Cũng như những người mẹ trên thế gian này, mỗi sự hy sinh của bà
như một vì sao tích tắc trên cao kia, không và sẽ không bao giờ đến hết được. Dù các con của bà đã trưởng thành, nhưng khi nhớ về mẹ vẫn chỉ một từ: má ơi. Xưa khi mấy mẹ con đang trên đường vượt biển tìm đường tự do. À, mai chừng nào mình mới có thể về nhà được, con nhớ nhà lắm. Niềm tin mãnh liệt với đống bề trên của cậu con trai thứ hai. Con cảm ơn bề trên đã cho con một diễm phước được làm con của má, một người mẹ đã suốt cuộc đời hy sinh cho chúng con, nuôi chúng con thành những thành viên tốt cho xã hội. Con mong bề trên hãy ban phước lành và hạnh phúc đến má con, để má con mãi mãi được bên cạnh chúng con. Kế Úc thì nhẹ nhàng hơn. Đã, ngày mai là sinh nhật của má. Chúc má như sinh nhật vui vẻ, sống lâu khỏe với tụi con. À, con có cảm thấy kêu mong, con có cảm tưởng, cảm nhận rằng là phước đức của con là của má cho hết. Dạ, thank you. Ngày vui con đính hoa hồng, nhuộm thêm sắc thắm trong tà áo xinh, bàn tay má đẹp chuẩn tình, may từng áo đẹp tôn hình dáng con, cho con cảm nhận bao đường tình thương của má trong từng mũi kim. Má thương con nha, ơn con yêu má.
xin cảm ơn anh Hùng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi clip phim này, rất là cảm động, phải không tất cả quý vị? Thật ra mà nói thì khi xem những thước phim này thì chúng ta tôi nghĩ rằng là ai cũng thương mẹ mình hết. Nhưng mà khi xem những thước phim nhắc nhớ chúng ta về mẹ mình nhiều hơn. Để... hết nói được. Chắc là em làm hết rồi tao cũng. Không sao, thì trong cái clip phim đó thì tôi nhớ là người anh thứ ba có nói là con mang theo cái ân đức của mẹ đó. Thì anh đi xa, anh lúc nào anh cũng nói là con mang theo ân đức của mẹ, nhưng mà mẹ nhớ gửi thêm tiền cho con nữa. Bên cạnh ân đức mà có thêm tiền nữa, rất là good nữa. Đó đúng lắm á. Tại vì mom á, mom là money mà. Bonnie em đó, cách đây khoảng khi mà Bonnie em nổi tiếng đó, người ta hỏi Bonnie em là gì, em là gì, thì Bonnie em bảo rằng là em là mom, mà mình là Bonnie, tại vì mẹ em cũng là Bonnie. Như tôi vừa thưa cùng quý vị trước đây, mẹ chúng ta có thể nói hoài không bao giờ dứt. Thì xin mời quý vị nghe một đôi chia sẻ về mẹ. Xin mời anh Nguyễn Sĩ Đỗ, một người bạn của gia đình, có một đôi lời chia sẻ về mẹ. Xin mời anh Đỗ. Cảm ơn anh Đinh Nguyên Thảo. Cảm ơn quý vị. Lời nói đầu tiên là xin Happy Birthday của Hoa, tròn 70 tuổi. Và gọi là kêu bằng chúc mừng năm mới cho tất cả mọi quý vị. Thật sự mà nói đó, chia sẻ về mẹ thì nói hoài không hết. Nhưng mà nói về cô Hoa đó thì tôi có vài câu thơ. Đầu năm á, thì trước đây cũng phải xin lỗi anh Thiệp và Hoàng Việt Nam là mấy nhà thơ nổi danh ở đây. Mà nếu mà tôi có gì đọc cái câu thơ này á mà không chuẩn á, hai nhà thơ tha thứ cho. Và đồng thời á, nếu mà tôi nói về cô Hoa mà không đúng á thì quý vị đừng vỗ tay, mà nếu mà nói đúng á thì quý vị vỗ tay Happy Birthday cô Hoa và đồng thời hát Happy Birthday cô Hoa được. Tôi viết mấy câu thơ là 70 hoa vẫn tươi trong, dung nhan sáng lạ tựa làn trăng thu, phải không? Cháu con hạnh phúc chan hòa, đúng không? Bạn hiền tấp nập rộn ràng khắp nơi, đúng không? Ngày xuân bông nở rồi tàn, bông nha, nhớ bông. Riêng hoa thắm mãi ngược dòng thời gian. Rồi bây giờ mời quý vị hát Happy Birthday của Hoa nha. 1, 2, 3. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Con là bồng bon, chào ông bà cô chú. Con là cháu ngoại của bà ngoại. Con nói cảm ơn ngoại nhiều. Tại 17 năm nay ngoại chăm sóc cho con nhiều, rồi làm đồ ăn rất rất là ngon. Lúc nào đi học về con cũng có tô phở hay là cơm hay gì đó để ăn. Và rất là ngon, con cảm ơn ngoại, chăm sóc con hoài. Hôm nay con muốn nói Happy Birthday ngoại. Con thương ngoại lắm. Và lúc nào con cũng nghĩ về ngoại, lúc con đi đi học hoặc là đi chơi bóng rổ hoặc là đi ra nước ngoài, con cũng nhớ ngoại. Có một lần con không nhớ đi từ Mỹ về Việt Nam hay là về Việt Nam
hay là ở Việt Nam về Mỹ mà con có nghĩ là nghĩ về ngoại, tại lúc đó là Noel nhưng mà con không được spend time với ngoại, nhưng mà con vẫn nhớ. So happy birthday. Quý chị thấy dễ thương không? Cái đó ngày nào đi học về cũng được ngoại cho, cái đó là cảm ơn ngoại, khen ngoại mà cũng hình thức tố tội má mì. Thật ra mà nói nghe mồm ngôn thì tôi cứ tưởng nhỏ nhỏ, tròn tròn thôi, cao quá. Cái đó là cũng phải cảm ơn bà ngoại, tại vì cứ nghe cảm ơn bà ngoại nấu ăn. Thành ra nhờ công của bà ngoại mà nấu ăn như vậy mới cao được vậy đó con. Dạ, quý vị nào mà cần lau đèn, lau quạt cứ gọi đi đủ độ cao. Xin mọi người cho chị anh chị Hoàng Mai một tràng pháo tay. Vâng, nhiều. Ở đây khỏi giới thiệu tên nha, mình quen hết trơn rồi. Bây giờ tôi kể chuyện đời xưa, quý vị nghe nha. Có một ngày kia, cô Yimi á, ai cũng biết cô là giám đốc của đài VAV, và tôi có dịp cộng tác với đài. Thì trong một ngày thu hình đó, có vợ chồng Hùng, có Nga là vợ của Hùng, có Mai Ca, bữa đó tôi lên đẹp lắm tại Mai Ca sửa sạn cho tôi, rồi đánh tóc rối lên đẹp lắm. Còn thường đi thâu bên Việt TV, ông Hùng bên Việt TV, ông không có sửa sạn cho tôi, không có đẹp bằng. Bữa đó cái đi mình mới hỏi, cô ơi cô, thế anh Hùng chị Nga ơi, bây giờ con tính như vậy, không biết cô với mấy anh chị tính như sao. Con tính mình ăn Tết, Tết cũng được, nhưng mà thiệt cái bụng của con á, là con muốn tổ chức sinh nhật 70 của má con. Mà không biết có nên nói không? Nói đi cho trời ơi, má mình mà được 70 là mình hạnh phúc lắm. Hùng, vô đi em, Nga nói tới luôn em. Thế là chúng tôi âm mưu làm cái tiệc ngày hôm nay. Cái hôm qua nghe Yimi nói, dạ thưa, trong danh sách những người tham dự hôm nay con có mời được bác sĩ Hào, bác sĩ Lâm. Tôi nói chết mẹ rồi. Cái ông em chồng của tôi, ông có một điều rất là đặc biệt. Là mấy năm trước, cái ông anh chồng lớn của tôi, khi mà ông được 70 tuổi đó, ông tổ chức một cái tiệc sinh nhật cũng bự vậy nha. Cái tôi mới lại tôi dỗ ra bác sĩ Hào, tôi nói, hey Du, chừng nào Du 70 tuổi đó, làm cái giống như anh Hân đi. Tao nói, chị, ngu sao làm? Làm tao biết mình 70 tuổi sao? Thành ra tôi nghĩ là, thiệt chết mẹ thiệt, bà này dòm đâu có thấy 70, không tự nhiên chân bà lên nói bà 70 tuổi làm chi vậy, phải không? Bà này dòm ai nói 70 tuổi tôi cùi luôn á. Tôi được quen với gia đình Yimi cũng không lâu lắm, cũng đủ để thương nhau. Và Yimi nói, cô ơi, má con quý cô lắm. Chị Hoa nói với tôi quý cô Hồ Quang vì cô Hồ Quang thương con tôi. Khi tôi có đứa con đầu lòng thì chị Hoa trở thành một người đàn bà quả với một nách bốn con. Thì một bà ham vui sớm. Ai biểu ham vui sớm? 18 tuổi hả? 18 tuổi hả? 19 tuổi hả? Ồ vậy hả? Sao tôi hỏi tuổi nó tôi đọ ra bà đen mà bà 17 tuổi? Thì phải học toán lại. À, rồi... Cái đó là thời gian đó. Cho dạ xuống. Cái đó hồi đó bà trong khi lính đồng sở. Thì cái khác của tôi với chị Hoa là như vậy. Nhưng mà con chị Hoa lớn rồi, có cháu nội đích tôn nè, có cháu ngoại đích to đích tổ, đủ kiểu. Trong lúc tôi với chị cũng tuột lại trang lứa, chưa có máu nào hết trơn. Nhưng mà tôi có cái hay là tôi có con trẻ, thành ra tôi còn thưởng thức được cái đứa nhỏ khi mà mình già rồi mà nó còn nói, mẹ, cho ngủ chung với mẹ. Tại vì hồi nhỏ đó, mình nhớ, các bạn có nhớ không?
thế mà mình đi ra ngoài đường ai ăn hiếp mình đó, tại vì tao mép má tao mày coi. Quý vị có bị có nhớ cái chuyện mình đi về nhà ăn mép má không? Cho tới cái tuổi bây giờ có ai ăn hiếp ý mi nó cũng kêu tôi cô ơi con về con khóc con mép má con. Thì như vậy mẹ vẫn là điểm tựa cho các con, cho dù các con bây giờ là những người con đã trưởng thành. Lệnh Hồ Xuân có về mát má không con? Nãy cô nói cái điểm mà mẹ cho con ngủ chung không? Má con giờ cũng có người ngủ chung vậy. Bà nội ngủ với con. Dạ, má con ngủ với trai. À, ngủ với trai, dạ. Trai nhí không ạ? Dạ, 7 tuổi. À, dạ, trai nhí, trai nhí. Nhưng mà con nói vậy cô cũng khoe luôn. Dạ. Là con là người rất may mắn. À, tại vì con được ô xin bà nội. Các hạ nói quả thật không sợ. Như Đinh Văn Thảo nói đến bao giờ mới hết chuyện mẹ. Và nhất là chúng tôi là phụ nữ, mà chúng tôi còn có cái may mắn là mình là mẹ và mình còn có mẹ. Thì cô muốn chia sẻ với các cháu kinh nghiệm hạnh phúc đó. Đối với những người mẹ thì con bao nhiêu tuổi còn nhỏ. Tôi, mẹ tôi năm nay đã trên 80 tuổi rồi. Mỗi khi mẹ tôi về nhà ở chung, mẹ tôi ở với ông gái ở Houston. Mà về nhà mỗi buổi sáng mẹ tôi thức dậy sớm, mẹ tôi làm cà phê cho tôi uống. Tôi thức dậy sau tôi uống ly cà phê. Lúc nào tôi cũng cảm động. Chưa bao giờ mình nói với mẹ cái lời cảm ơn mẹ làm cái ly cà phê cho con uống. Nhưng mà thật sự mà nói thì tôi cũng mang những cái tình cảm giống như các em ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Thảo và thưa quý vị, trước khi đến với những cái lời bày tỏ bằng âm nhạc về mẹ thì nãy giờ tôi giới thiệu nhắn chi nhưng mà mọi người đặc biệt về vẫn còn rất là đẹp, tinh tấn rồi đó. Từ chút nữa xin được rước má lên với tụi con. Happy birthday and yeah. Ơi, yeah. Chúc mừng sinh nhật má. Cảm ơn má. Cảm ơn các chú. Thank you very much. Happy New Year to you. Trước khi hát bạc lòng mẹ thì đã xin nói được hai câu. Mình hồi nào giờ không có đọc thơ, nhưng mà tháng rồi tự nhiên có một người bạn gửi cho một bài thơ nói về mẹ. Thì xin tất cả quý vị cho khoảng chừng 2 phút trước khi hát bản lòng mẹ. Thì câu thơ nói là Nếu mẹ bỗng hóa thành vầng trăng thì con xin được làm dòng suối mát. Suối trang hòa trong ánh trăng bát ngát, con ngoan hiền trong tình mẹ bao la. Nếu mẹ bỗng là một vầng dương, con xin là một loài cây cỏ. Cây không thể thiếu mặt trời. Cây không thể thiếu mặt trời đỏ, cũng như con chẳng thể thiếu người. Nếu mẹ bỗng tan thành cơn gió, con sẽ là đồng ruộng xanh tươi. Nếu mơ mang ngọn lúa vui cười, hai mẹ con ta cùng ca hát. Nếu mẹ bỗng, thôi mẹ ơi, mẹ đừng làm gì nữa. Con muốn mẹ chỉ là mẹ thôi. Mẹ của con có một trên đời, không hai. Lần đầu tiên đọc thơ mà đọc ra. anh cho chắc là sầu thứ đi. Bản nhạc này tôi có hát một hai lần nhưng mà chưa có tập với bản nhạc, thành ra nếu mà quá hay quá thì cũng vỗ tay chút, mà hát dở quá thì cũng đừng có chê nha. Bản nhạc Lòng Mẹ của Ý Lan. Thank you.
ướt như dòng suối biển ngọt ngào. Lời mẹ ơn mãi như đồng lúa dịu dị trao. Tiếng ru bên thềm chẳng hà soi bóng mẹ yêu. Mẹ thương con như vầng trăng sĩ Y Vân. Quý vị biết nhạc sĩ Y Vân thì viết rất là nhiều bản tình ca,
Nhưng mà khi mà viết về mẹ chỉ viết được một bản thôi, thì tôi nghĩ rằng tất cả những người con, những người nhạc sĩ đó, khi mà viết về mẹ đó, là người ta dồn hết tất cả những tâm tình về mẹ để mà viết lên những cái bài hát về mẹ. Và sau đây xin quý vị cùng thưởng thức một bản nhạc về mẹ khác, Mẹ Hiền Yêu Dấu, qua giọng ca chị Thu Thủy. Vậy hôm nay cũng là ngày sinh nhật của chị Hoa, em xin góp vui một bài hát là Mẹ Hiền Yêu Dấu, cũng như tặng tất cả những người đã làm mẹ. Thank you.
tôi được biết là Thu Thương ha, Thu Thương đến từ. Dạ. Lời nói đầu tiên cho phép Thu Thương xin được gửi lời chào tới tất cả các cô chú, các anh chị, bạn đã đến dự birthday của má Thu Thương ngày hôm nay. Dạ, xin gửi tới mọi người lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Trước khi Thu Thương hát, Thu Thương muốn có đôi điều xin được gửi tới má của Thu Thương. Và Thu Thương muốn nói rằng là tại sao mà Thu Thương kêu bà bằng má suốt từ lúc đầu tới bây giờ. Thu Thương không có kiềm chế được cảm xúc mà Thu Thương ngồi dưới khóc hoài, không biết là có hát được không. Trước đây 9 tháng, tại có lẽ hình như là có một cái gì đó buổi tiệc ngày hôm nay nó làm cho Thu Thương cảm thấy nó rất là giống cuộc đời của mình. 9 tháng trước đây gần như là Thu Thương muốn quay về Việt Nam. Thu Thương gần như là muốn quay về Việt Nam, tại vì khó khăn vô cùng. Có những lúc tưởng như là mình không có đủ sức để mình chịu đựng. Mọi thứ là coi như là sụp đổ, là vụn vỡ, là tan nát hết. Vì Thu Thương đến đây, đến nước Mỹ được mới có hơn 2 năm thôi, với 3 đứa con. Khi mà Thu Thương trước đây 9 tháng, Thu Thương có ý định quay về vì Thu Thương nghĩ là ở đây mình không có gia đình, mình không có người thân, rồi 3 đứa con mình sống làm sao. Khi mà Thu Thương bế đứa con thứ 3 trên tay được có 20 mấy ngày thì chồng Thu Thương ra đi, khó khăn vô cùng ở đây. Thì Thu Thương gọi đến gia đình của má. Thu Thương không có biết về hoàn cảnh của má, nhưng mà má chia sẻ nhiều cái Thu Thương nghĩ rằng là chỉ có người giống như mình mới nói được những cái nỗi lòng như vậy. Má tiếp Thu Thương thêm sức mạnh, thêm niềm tin, thêm nghị lực. Và Thu Thương nói rằng cho con được phép kêu má một tiếng bằng má. Mỗi lần nghĩ về má, má tiếp cho Thu Thương thêm sức mạnh. Tại sao má có thể vượt qua được nhiều điều khó khăn, có thể nuôi đến được 4 người con trưởng thành, rồi thành đạt, rồi như mọi người đã thấy ngày hôm nay. Thu Thương đến gia đình của má, Thu Thương không nói về ngoài vật chất, tiền bạc, tất cả mọi cái mình không có thể so sánh được, nhưng mà nó có một cái điều gì đó ấm cúng vô cùng, ấm áp vô cùng. Thu Thương cảm nhận được ở gia đình của má, ở anh Mai Ca, Ý My, và Thu Thương cảm nhận được mỗi cái buổi tiệc mà gia đình mình tổ chức. Thu Thương chỉ biết nói rằng là không phải là có mình khó, trên đời này có nhiều người khó, không phải có mình khổ, có nhiều người khổ. Có những lúc tưởng chừng như là mình nghĩ là cái sức của mình không có thể nào chịu đựng được, nhưng mà có những cái điều rất tuyệt vời trong cuộc sống, mình nhìn vào đó tiếp thêm cho mình sức mạnh. Chỉ biết rằng là Thu Thương nhìn ở má là một cái điều gì đó rất là tuyệt vời, một cái mà để Thu Thương cố gắng nhìn theo, học hỏi và tiếp bước qua những cái sự khó khăn. Khi mà má ngoá bùa ở tuổi 41 thì con cũng vậy. Bây giờ mọi cái nó cũng nguôi ngoai, nhưng mà cuộc đời này còn nhiều cái đẹp, còn nhiều cái hạnh phúc lắm. Con cũng sẽ cố gắng giống như má, sống tốt, sống vui vẻ và sống tạo thêm niềm tin, thêm sức mạnh để mà nuôi nấng các con.
Cảm ơn má đã tạo niềm tin, nghị lực, sức mạnh cho con. Cảm ơn má. Và sau đây cô Thương xin được hát ca khúc Ơn Nghĩa Sinh Thành. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tròn chữ hiếu với ai.
chảy ra. Cô thương xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị. Tay lớn hơn nữa tất cả quý vị.
Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 12 tuổi. Con 12 tuổi rồi hả? Con đã đi ca được bao lâu rồi? Dạ con cũng đã hát từ 5 tuổi. Từ 5 tuổi. Và chúng nghe mọi người giới thiệu là con là tham gia chương trình Vista của Paris Binance. Dạ. Và con đã được thứ hạng như thế nào? Dạ con được trong top 6. Six. Rồi con đã trình diễn trên băng tiếng Nga bao giờ chưa hay là con đã tham gia? Con được trong Paris Binance 117. Trong 17. Quý vị, dòng ca tương lai của Dallas chúng ta. À, Thiên Ân sinh tại Mỹ hay là tại đâu? Dạ con sinh tại Mỹ. Rất là giỏi. À, rất là chúc mừng cha mẹ và cũng tôi thật sự mà nói chúc mừng và khen tặng cha mẹ đã tạo cho cháu được không chỉ hát hay nhưng mà tôi thấy cháu hát rất là rõ ràng và tiếng Việt nói còn rõ hơn tôi nữa. Xin cảm ơn cháu. Có lẽ là cháu chú sẽ xin email cháu đó. Thường thường á mà mấy người mà lớn lớn cả như Yến My mà tôi gặp mà tôi xin điện thoại đó nói là tôi không mua đồ, nhưng mà mấy cô bé như thế này đó là chúng ta rất là cần phải giới thiệu quảng bá đi khắp mọi nơi. À, lát hồi chú sẽ xuống xin email của ba mẹ để mà gặp gỡ. Người ta nói là tre già măng mọc, thành ra thường thường á là Hoàng Đạo đứng trên đó hát và nói, bây giờ con nó nói hay hơn mình nữa. Thôi để dì dùng những cái gì mà đẹp nhất, tốt nhất để gửi đến Công Hoa ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Chúc mừng anh Hoàng Đạo và chị có hai đứa con rất là dễ thương và trở lại. Alright, và bây giờ chúng ta sẽ nghe một giọng ca khác. Giọng ca của Thiếu Nhi 10 tuổi và qua ca khúc Bà Ngoại ơi. Và thế vì chúng ta cũng được biết là giải nhất của tiếng hát của tại Dallas Forward ngày hôm nay. Xin mời quý vị thưởng thức Bà Ngoại ơi. Bên thế vì xin trình bày nhạc phóng nhà quê ngoại của nhạc sĩ Minh Vi. Con xin ông bà và cô chú cùng thưởng thức. Thank you.
con hát tham gia. Rồi sao
Happy birthday, happy birthday, happy birthday.